Đã đến với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục đi tô màu những bức tranh mà mình yêu thích để gửi tặng đến các bạn. Và mình rất mong rằng các bạn khi xem video của mình thì hãy ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ mình, để mình tiếp tục với động lực ra video. Mình xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Một lần nữa mình xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Video ngày hôm nay mình sẽ tô màu sản phẩm phục vụ quán bia các bạn ơi. Nhân viên phục vụ quán bia. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình. Mình sẽ tô màu sản phẩm quan công. Xin chào tất cả các bạn nha. Mình sẽ tô màu sản phẩm cọ bé phục vụ các bạn ơi. Xin chào các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục đi tô màu những bức tranh mà mình yêu thích để gửi tặng đến các bạn. Và mình rất mong rằng các bạn khi xem video của mình thì hãy ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ mình, để mình tiếp tục với động lực ra video. Mình xin cảm ơn các bạn rất là nhiều.
Một lần nữa mình xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Như vậy là sản phẩm cá mương của mình đến đây là kết thúc rồi. Mình xin chào tất cả các bạn nhé. Và đây là sản phẩm cá rừng với các bạn ơi. Mình đã tô lồng xong, các bạn thấy hay hãy cho mình đừng lại được đăng ký kênh. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Sản phẩm anh đầu bếp này các bạn ơi, rất chi là đẹp, các bạn nên cho mình đừng lại. Mình xin chào tất cả các bạn. Xin chào bạn, em sẽ từ mẹ nhé. Xin chào bạn, ngày hôm nay mình sẽ tô màu hải cẩu dài nhé mọi em. Ngày hôm nay mình sẽ tô màu. Các bạn ơi, ngày hôm nay mình sẽ tô một video về cái trung tâm nhé. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình nha. Video ngày hôm nay nha, mình sẽ tô màu sản phẩm. Tô màu sản phẩm cá diếc này các bạn ơi, một loại cá đến từ nước ngọt. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình nha. Video ngày hôm nay mình sẽ tô màu sản phẩm cá hề này. Xin chào tất cả các bạn, quay trở lại.